Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kết nối thị trường được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, mùa lễ hội cuối năm cũng là mùa mua sắm lớn nhất trong năm, qua lễ Giáng sinh đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch và sau đó là Tết Nguyên đán. Khoảng cách giữa Tết âm và Tết Dương năm nay khá ngắn, trong vòng chưa đầy một tháng, nên không khí và xu hướng mua sắm năm nay đã ấm dần lên ngay từ đầu tháng 12 Dương lịch. Người tiêu dùng năm nay có xu hướng mua sắm theo kiểu 3 trong 1, nghĩa là sắm đồ luôn cho dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và cả Tết âm lịch. Người dân tại thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm nay đều sắm Tết sớm. Hiện tại theo ghi nhận, lượng hàng hóa đã rất phong phú và đa dạng. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống đã dự trữ số lượng lớn hàng hóa phục vụ Tết. Đáng mừng là hàng Việt năm nay đang chiếm ưu thế trên kệ hàng Tết. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng dạo quanh một số thị trường trọng điểm trên cả nước. Đón đầu xu thế mua sắm trong dịp cuối năm, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Rất nhiều các hoạt động xúc tiến thương mại đã được ngành công thương các địa phương phối hợp cùng ngành nông nghiệp tổ chức. Thông qua các chương trình tuần hàng, lễ hội, hội chợ tuần hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP gắn với văn hóa vùng miền trên cả nước. Các loại hàng hóa chất lượng cao, nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm an toàn đã được giới thiệu và tiêu thụ rất tốt trong mùa mua sắm năm nay. Festival sản phẩm nông nghiệp hay tuần hàng giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các vùng miền trên cả nước hay các hội chợ được tổ chức liên tục vào các buổi cuối tuần tại các khu đô thị và khu dân cư trên toàn thành phố. Tất cả các chương trình này nằm trong chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm được thành phố Hà Nội liên tục tổ chức ngay từ đầu tháng 12 cho đến Tết Nguyên đán sắp tới. Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng thủ đô. Chỉ chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Quý Mão, tham quan tại các hội chợ thương mại, bà Toan cũng tranh thủ sắm Tết cho gia đình trong hai dịp Tết sắp tới. Cái sản phẩm nó không được lâu, chỉ có 5 ngày ở đây thôi, thế là cũng mua sẵn để cho Tết luôn. Mua tất cả các sản phẩm. Cái hội chợ này rất là nhiều sản phẩm rất là ngon mà nó chất lượng. Để phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng sớm của người dân trong năm nay, các gian hàng đặc sản từ khắp các vùng miền trên cả nước như các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Nam Bộ hay Tây Nguyên cũng được giới thiệu và bán trực tiếp cho người dân ngay tại Hà Nội. Đây cũng là cơ hội lớn để các nhà sản xuất, các đơn vị cung ứng phân phối các mặt hàng nông sản, đặc sản, các sản phẩm OCOP tiêu biểu đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước và đặc biệt là người tiêu dùng tại một trong hai thị trường lớn nhất cả nước. Mình thấy là người tiêu dùng của thủ đô rất là quan tâm đến mặt hàng miền Trung và hỏi rất nhiều câu hỏi và những câu hỏi khó cũng có luôn. Khách hàng thủ đô là một những người rất khắt khe và khi mà đây là khách hàng thủ đô chấp nhận thì mình rất là tự hào. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân trong dịp cuối năm này, các chương trình xúc tiến thương mại như thế này đã mở ra cơ hội giao thương, đồng thời giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trên cả nước, qua đó thúc đẩy sản xuất để chương trình mỗi xã một sản phẩm thực sự đi vào đời sống. Dự kiến trong thời gian tới, các chương trình này sẽ nằm trong chuỗi các sự kiện được tổ chức thường niên hàng năm của ngành nông nghiệp thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Chúng tôi cũng có cái định hướng phát triển một cái không gian OCOP, tại đó sẽ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP của cả nước đối với người dân thủ đô và cũng là một cái điểm đến để khách du lịch, khách tham quan và kể cả khách trong nước quốc tế được trải nghiệm, được thấy những cái sản phẩm đặc sản các vùng miền và đằng sau đó là văn hóa, đó là truyền thống, đó là hồn cốt của nông thôn Việt Nam. Các sản phẩm được bày bán và giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm này đều là các sản phẩm tiêu biểu của chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đây đều là các sản phẩm đã được các tỉnh, thành phố đánh giá phần hạng OCOP từ 3 sao trở lên. Toàn bộ hàng hóa, sản phẩm đều đảm bảo có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có bao bì, nhãn mác, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định. Do sức hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch vẫn chưa được kỳ vọng, bởi vậy để kích cầu tiêu dùng, hiện tại các hệ thống phân phối và bán lẻ trên cả nước đang đồng loạt tung ra thị trường rất nhiều ưu đãi đáp ứng xu hướng mua sắm 3 trong 1 cho cả Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, ngay trong tháng 12 này. Thống kê nhanh tại các hệ thống bán lẻ cho thấy, các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, hàng đông lạnh, dầu ăn, đường, sữa, giỏ quà đang dẫn đầu về mức tăng doanh thu. Hàng hóa sản xuất trong nước chiếm đa số thị phần trên toàn thị trường. Ghi nhận thị trường cho thấy,
lượng hàng hóa cũng như sức mua ngay trước Tết Dương lịch đang khá sôi động nhộn nhịp. Hàng hóa bên này thì phong phú, tươi, mình rất là hay mua bên này. Hàng hóa Tết thì hôm nay mình đang thấy rất là nhiều, mình đang cũng sang xem để mua trước Tết cho khỏi bận. Đứng trước những dự báo khó khăn của nền kinh tế và lo ngại giá cả hàng hóa tăng cao, người tiêu dùng lựa chọn mua sắm tại siêu thị với mong muốn được mua các mặt hàng uy tín, chất lượng và hưởng các chương trình khuyến mãi bình ổn giá. Do vậy, người tiêu dùng cũng có xu hướng lựa chọn hàng hóa tại hệ thống siêu thị trong mùa mua sắm cuối năm nay. Tôi cảm thấy đi siêu thị này cảm giác là nó an toàn, độ tin cậy nó vẫn cao hơn. Tôi đánh giá rất cao với cái sự bình ổn giá ở trong chương trình kích cầu. Lượng hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất trong nước nói chung chiếm tới 80% tổng lượng hàng hóa phục vụ tại hệ thống bán lẻ của đơn vị này. Sẵn sàng cung ứng cho dịp cuối năm, toàn hệ thống đã tiến hành dự trữ và chuẩn bị nguồn hàng trước Tết từ 2 đến 3 tháng. Gần những thời gian Giáng sinh và Tết Dương lịch thì chúng tôi cũng ghi nhận cái lượng khách hàng đến với hệ thống cũng như là khách hàng tiêu dùng mua sắm bắt đầu là ấm dần lên, như là rượu, bia, bánh, kẹo rồi các mặt hàng thực phẩm mà tiêu dùng hàng ngày thì đã rất là đầy đủ. Và chúng tôi là kỳ vọng cái mức tăng trưởng năm nay là từ 40 đến 50% so với các năm. Với các đơn vị sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản, thực phẩm cũng đã có những thay đổi đáng kể trong vụ sản xuất cuối năm nay. Tôi nghĩ rằng là các nhà cung cấp trong nước cũng như là khách hàng trong nước ngày càng ý thức cao hơn về cái những cái sản phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, những sản phẩm mà được sản xuất theo cái quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng cao. Và đặc biệt là sau cái thời gian Covid thì mọi người càng quan tâm hơn đến cái vấn đề sức khỏe. Thì chính vì vậy mà khi mà các cái khách hàng mua hàng tại hệ thống thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về cái vấn đề mà kiểm tra cái chất lượng đầu vào cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Nhờ các chương trình ưu đãi và khuyến mại sâu như bán hàng không lợi nhuận, giảm giá 50% hay như vui xuân thưởng lớn được áp dụng tại hệ thống bán lẻ của đơn vị này cũng đã góp phần gia tăng doanh số cho toàn hệ thống. Sự vào cuộc của các đơn vị tham gia thị trường trong bối cảnh hiện nay thể hiện sự chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng của toàn thể khối doanh nghiệp trong thời điểm mặt bằng giá có nhiều biến động và hàng chục nghìn lao động mất việc làm, giảm thu nhập cuối năm. Xây dựng một cái kế hoạch phục vụ Tết, đưa 12 cái mặt hàng thiết yếu và cái nhu cầu sử dụng cao vào cái danh mục mà bình ổn thị trường để phục vụ cái nhu cầu của người dân với tổng trị giá khoảng 39.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cả năm 2021. Người tiêu dùng và mua sắm cho dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Do vậy, lượng hàng hóa phục vụ trong thời gian tới sẽ tiếp tục được bổ sung, bảo đảm đáp ứng lượng khách dịp lễ cuối năm và năm mới. Không nằm ngoài xu hướng sắm Tết và lựa chọn các sản phẩm an toàn chất lượng, những ngày này tại đô thị sôi động nhất của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, người dân đang tất bật mua sắm Tết tại các hội chợ, triển lãm ngành nông nghiệp. Với lượng hàng dồi dào, trong đó có nhiều đặc sản vùng miền, các sản phẩm ô cốp và nhiều loại thực phẩm phục vụ cho mùa Tết. Bên cạnh đó là nhiều chương trình giảm giá khuyến mãi. Những hội chợ như thế này đang là điểm đến hấp dẫn với người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên kết nối thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ 8 giờ sáng đã có khá đông người tiêu dùng đến mua sắm tại một hội chợ về các sản phẩm nông nghiệp ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh niềm tin vào chất lượng sản phẩm thì giá cả phù hợp cùng với sự đa dạng về các mặt hàng là những yếu tố quan trọng khiến người dân tìm đến những hội chợ như thế này. Các mặt hàng như bánh mứt, gạo, nước mắm, khô các loại được nhiều người tìm mua. Trước Tết cái gì bỏ được tủ lạnh thì để ăn Tết. Mà Tết năm nay thì chắc không được bằng mấy năm trước, nhưng mà mình mua trước mình để, như chẳng hạn như cô mua hôm qua khô, hôm nay mua thêm mực thì chưa ăn, tới thì bỏ tủ lạnh để Tết ăn. Tại giá cả năm nay thì chắc là thấy cũng tăng đó. Với rất nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến và đặc sản từ khắp các vùng miền, hội chợ được xem là cơ hội để người dân thành phố Hồ Chí Minh sắm Tết sớm. Bên cạnh đó, đây cũng là cách mà người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu, tránh tình trạng tăng giá vào đợt cao điểm cuối năm. Mua lúc này thì mặt hàng thì nó nhiều, mình lựa chọn được, rồi giá cả thì nó cũng phù hợp. Còn nếu mà mình không mua ở đây mà mình để đến gần Tết mình mua thì có thể là nó sẽ tăng lên 20 hoặc 30% gì đó. Nó cũng khổ cho mình, khổ cho người tiêu dùng.
Người tiêu dùng ta đến chủ yếu là những sản phẩm để dịp Tết thôi, còn những cái gì không cần thiết thì người ta không mua. Để kích cầu tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đã đầu tư bao bì mẫu mã, đồng thời thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh cũng tạo điều kiện và hỗ trợ chi phí mặt bằng để các đơn vị từ các tỉnh tham gia hội chợ mang đến sự đa dạng về chủng loại và mẫu mã hàng hóa. Do vậy, với người tiêu dùng, đây thực sự là điểm mua sắm lý tưởng. Mua đồ thì giá cả hợp lý này, mà chất lượng tốt này, bao bì mẫu mã đẹp, mà nó lại giá cả là coi như tương đối phù hợp trong cái thời buổi mà kinh tế nó khó khăn như bây giờ. Coi như là tiết kiệm được thì càng tốt, bởi vậy cho nên cô thích đi hội chợ để sắm. Nó giảm được rất là nhiều chi phí, bởi vì là những cái hàng hóa là thật, rồi giá thật, cũng như là những cái đợt hội chợ này, cái cơ quan đưa ra thì nói chung người tiêu dùng người thấy đó, nó giảm được cái rủi ro là trong vấn đề giá cả mà nâng giá với mặt hàng nó cho nổi. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Quý Mão 2023 của người dân thành phố, năm nay các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn vốn khoảng 22.000 tỷ đồng để chuẩn bị hàng hóa. Sản lượng hàng dự kiến tăng từ 15 đến 20% để phục vụ khách hàng mua sắm trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 12 đến hết tháng 1. Do những biến động liên tục của giá xăng dầu, tình hình xung đột trên thế giới cũng đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung hàng hóa nhập khẩu. Các đơn vị nhập khẩu hàng hóa phục vụ Tết năm nay cũng đã tiến hành nhập hàng từ trước Tết từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, tính trên tổng thể cơ cấu nguồn hàng trên toàn thị trường những tháng cuối năm nay, ưu thế vẫn thuộc về các đơn vị sản xuất trong nước. Chất lượng sản phẩm đa dạng, chủng loại, bao bì đều được nâng cao. Quan trọng hơn cả là giá bán rẻ hơn hàng nhập ngoại. Ở các mặt hàng cao cấp, sức mua đối với hàng sản xuất trong nước vẫn mạnh hơn hàng ngoại bởi chất lượng không thua kém, nhưng giá chỉ bằng khoảng 50-60% hàng ngoại. Tuy nhiên, do giá cả đầu vào sản xuất vẫn còn có xu hướng tiếp tục tăng cao, kết hợp cùng nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao vào dịp cuối năm, giá cả hàng hóa dự kiến cũng sẽ theo đà tăng giá. Do đó, các bộ ngành địa phương phải cùng vào cuộc để bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Tại Đà Nẵng, thời điểm này, ngành công thương Đà Nẵng... Người dân mua sắm Tết. Chuẩn bị tốt nhất cho hàng hóa trong nước, đồng thời là các hệ thống ngân hàng có uy tín cũng tới đây, tới đó để tìm ra được những cái nhà sản xuất, nhà phân phối hàng hóa có uy tín tham gia vào chương trình bình ổn thị trường để có những cái chính sách cho vay rất là ưu đãi. Và qua đó thì tạo ra được những cái luồng hàng hóa, nguồn hàng hóa có chất lượng, có giá thành cạnh tranh. Để đảm bảo cung cầu hàng hóa trong nước, ổn định giá cả thị trường, Bộ Công Thương sẽ kiểm tra xử lý theo quy định các hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá, không để đứt gãy nguồn cung, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước, nhất là thời điểm trước và sau Tết. Đặc biệt, theo dõi sát diễn biến các giá mặt hàng thiết yếu để có giải pháp điều hành phù hợp. Qua loạt phản ánh vừa rồi, có thể thấy là không khí Tết đang đến rất gần rồi, phải không ạ? Thưa quý vị, đáng mừng là hàng Việt chất lượng cao đang chiếm ưu thế trên kệ hàng Tết. Mặc dù là đà phục hồi của nền kinh tế vẫn chưa được như kỳ vọng, tuy nhiên thị trường cuối năm nay, theo đánh giá, vẫn mở ra rất nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước, trong đó có cơ hội cho các doanh nghiệp nông nghiệp cũng tương đối khả quan. Phóng viên kết nối thị trường của chúng tôi đã có buổi trò chuyện với bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam để cùng phân tích rõ hơn về tiềm năng và cơ hội dịp cuối năm nay ra sao. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Xin được cảm ơn bà đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng VTC16. Về cái nguồn cung hàng hóa cũng như là nông sản thực phẩm trong cái dịp cuối năm này thì bà nhìn nhận ra sao ạ thưa bà? Năm nay thì hàng hóa rất là đa dạng và phong phú. Phải nói là các cái mẫu mã bao bì cho Tết đối với hàng Việt Nam thì cũng rất là đẹp và chất lượng thì cũng đã được tăng lên. Ngoài ra thì do cái tình hình mà nhiều các cái yếu tố cấu thành cho nên là cái giá của sản phẩm thì cũng không thể nào mà giữ yên được. Thường thì trong các dịp Tết thì hàng hóa cũng tăng lên từ 5-15% tùy theo từng nhóm hàng. Và đặc biệt năm nay thì các cái nhóm về rau củ quả và thực phẩm thì cũng rất là giữ giá. Về gia cầm, gia súc, thịt lợn thì cũng là đang giữ giá rất là tốt. Báo hiệu một cái tín hiệu là một cái Tết năm nay là rất là sung túc và giá cả cũng không có cái gì mà đột biến. Cái nguồn cung hàng hóa như vậy thì có thể nói là năm nay là một năm
của hàng Việt thì là bà kỳ vọng ra sao về cái triển vọng phát triển cuối năm nay ạ, thưa bà? Cái lượng hàng hóa mà nhập khẩu thì cũng nhập về, nhưng mà cái hàng hóa nhập khẩu so với hàng hóa trong nước thì hàng hóa nhập khẩu cũng tăng rất là cao do rất là nhiều yếu tố. Thế chính vì vậy mà hiện nay thì các nhà sản xuất trong nước đang đẩy mạnh các cái nhóm mặt hàng Việt, đặc biệt là có cái nhóm thực phẩm chế biến. Thế và các cái loại bánh mứt kẹo mà bán trong dịp Tết thì là những cái loại hàng hóa cao cấp thì cũng được tung ra rất là nhiều với một cái những cái mẫu mã bao bì rất là hấp dẫn. Thì hy vọng rằng là cái Tết năm nay thì sẽ là một cái Tết của hàng Việt, và chúng tôi cũng đề cao các cái nhóm hàng sản xuất trong nước và thực hiện cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chính vì vậy mà trong các hệ thống siêu thị là phần lớn là các cái nhóm hàng là đã tăng, đã tức là cái nhóm hàng sản xuất trong nước là chiếm khoảng trên 90%. Xin được cảm ơn bà đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng chúng tôi ạ. Hy vọng rằng cùng với những nỗ lực bình ổn giá, kích cầu tiêu thụ của ngành công thương hay là ngành nông nghiệp hỗ trợ sản xuất, đảm bảo nguồn cung hàng hóa sẵn sàng cung ứng cho dịp Tết, năm 2022 sẽ mang lại những thành công giòn giã cho các doanh nghiệp nông nghiệp cùng bứt phá đón chào năm mới, được dự báo sẽ còn nhiều thách thức trong năm 2023 sắp tới. Đến đây, thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép kết lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.